Có đi bác ở bên một cái công ty làm cái máy lọc nước trong công ty nước này này, Asomi. Thì khi qua bên công ty đó để bác thì thầy có buổi nói chuyện với các Phật tử ở bên đó. Tóm tắt cái câu chuyện là như thế này: tu không phải là loại bỏ cái này để mà đạt được cái khác. Thì thường thường á là mình tu thì mình thường hay là muốn loại bỏ một cái trạng thái hay là một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh hay là một cái tình huống nào đó mà nó không vừa lòng, để mình cố gắng để mà đạt được một cái trạng thái hay là một cái tình huống, một cái hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Nhưng mà thầy nói là đó là một sai lầm. Tu là để nhận thức ra sự thật, mà muốn nhận thức ra sự thật thì đó là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, chứ không phải là để mà loại bỏ một trạng thái này để mà đạt được một trạng thái khác. Thì trong buổi nói chuyện đó đó, là bởi vì tới ngang đó thì hết giờ cho nên là thầy ngưng ở ngang đó. Thầy nghĩ rằng là cũng không ít các Phật tử sẽ đặt ra cái thắc mắc. Nếu vậy thì là trong quá trình tu tập của mình không có loại trừ cái điều gì và mình không đạt được điều gì hay sao? Tu là mình giữ nguyên trạng hay là mình phải thay đổi? Bởi vì thường thường á là tu đó được định nghĩa là tu sửa. Tu sửa có nghĩa là thay đổi, mà thay đổi tức là thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải phân tích cái điều này cho thật rõ, là thay đổi điều gì và không thay đổi điều gì. Nếu không thì mình lại thay đổi cái điều không đáng thay đổi, tức là điều mà đáng thay đổi thì lại không thay đổi, mà cái điều lại không đáng thay đổi mình lại là thay đổi. Cho nên á, trong cái từ chuyên môn á, nó có hai cái từ gọi là từ trạch diệt và từ phi trạch diệt. Trạch diệt tức là cái gì thì diệt được, còn cái gì thì không diệt được. Có nhiều người á lại đi cái mà nó là điều kiện tất yếu của đời sống, thì cái đó là một sai lầm. Nhưng mà ngược lại đang phát triển cái điều mà đáng lẽ phải diệt đi. Thí dụ như bây giờ thế này, mình thấy cái cuộc đời này nó đau khổ quá đi, cho nên bây giờ mình muốn tu sao mà để cho nó thoát khỏi đau khổ. Nhưng mà thoát khỏi đau khổ nghĩa là gì? Thoát khỏi đau khổ theo ý của mình á, tức là nó không đau khổ như thế này mà nó sẽ sung sướng. Như vậy là mình chia ra làm hai: một là cái lý tưởng sung sướng, hay là mình đặt cho nó là hạnh phúc, hay đặt cho nó là thiên đàng, đặt cho nó niết bàn, hay đặt cái gì thì đó là chỉ là cái tên. Nhưng mà trong cái ý tưởng của mình á, là mình muốn ra khỏi cái tình trạng mà mình đang khổ đây này. Ví dụ bây giờ mình đang bệnh, thì mình muốn là cái mà đến đó là không có bệnh. Mình đang già thì mình muốn cái cõi mà mình đạt đến là không già, ví dụ như vậy. Tức là cái mà mình muốn bỏ đi,
với là cái mình muốn đạt đến là hai cực hay là hai mặt của một vấn đề. Thế thì liệu có thể mình bỏ cái này để mà đạt được cái mà cái kia chỉ là cái cực khác của cái này hay không? Ví dụ như bây giờ trong một cái loại nam châm nó có một cực âm và một cực dương, liệu mình có thể tách rời cái hai cực đó ra hay không? Nếu mà mình tách rời ra đó thì nó không còn là cục nam châm nữa, còn nếu mà mình chia cách nào đó thì nó cũng ra thành hai cực, phải không? Chia cách nào thì nó cũng thành hai cực hết, còn nếu mà được hai cực thì nó lại không còn thành cục nam châm nữa, là cái như vậy. Vậy thì bây giờ mình phải xem là cái điều gì á là cái điều có thay đổi, có diệt đi và có đạt đến, và cái điều gì á thì không có thay đổi được và không có diệt đi cũng không có đạt đến. Cái điều đó là mình phải phân biệt thật rõ. Thì á cái cuộc sống này á vốn nó là nó có hai mặt, bản chất của cuộc là luôn nó có hai mặt, tức là có trắng có đen, có ngày có đêm, có tháng có tối, có cao có thấp, tức là tất cả mọi cái gần như là luôn luôn có cái đối nghịch với nhau, có âm có dương, có trời có đất, nghĩa là cứ kể hoài thì nó là cứ ra hoài. Thế nhưng mà hai cái điều kiện đó đó, dịch lý thì nói là xung khí dị vi hòa, mặc dù âm với dương là hai cái cực đối nghịch, mà đối nghịch nhưng mà nó lại hòa lại với nhau để mà tạo nên cái sự sống. Thì những cái mà điều kiện tất yếu trong sự vận hành của cuộc sống đó đó thì không thể nào mà mình diệt đi được. Không nào mà mình muốn là sinh ra một cái thì mình cứ là làm em bé hoài chứ không bao giờ mà già chết. Mình muốn sinh ra cái là mình cứ trẻ mãi không bao giờ già. Bây giờ giả sử như mình sinh ra một đứa con mà nó cứ hoài như vậy mà nó không chịu lớn lên, nó không chịu già, không bệnh, không chịu già gì hết trơn á, lúc đó mình còn khổ hơn là nó sinh ra rồi nó có già, nó có chết, phải không? Thành ra đó, có sinh có lão có bệnh có tự lại là đúng, chứ không phải là sai. Thí dụ như bây giờ mình sinh ra một đứa bé mà béo nó một cái nó không đau, nó không có đau là coi như mình phải lo đi nhà thương để mà chữa, để cho nó biết đau, chứ còn mà nó mà không biết đau như vậy thì coi như là không được rồi. Thành ra có những cái như vậy á là mình lại đòi thay đổi để cho mình đừng có sinh lão bệnh tử, mình phải làm sao mà đạt được nghĩa là trường sinh bất tử. Thì như vậy á Đức Phật ngài vẫn cho đó là tà kiến. Cho dù mình đừng có sinh lão bệnh tử để mình đạt đến cái trường sinh bất tử thì cũng là tà kiến, bởi vì như vậy là thường kiến, phải không? Thì cũng sai chứ đâu có đúng. Nhưng mà các pháp á thì nó là luôn luôn nó có hai mặt đối nghịch với nhau để rồi hòa hợp với nhau mà tạo thành ra cái sự sống, mà ở khắp nơi, ở chỗ nào cũng vậy. Bây giờ ví dụ như mình đang ở trong cái sự sinh diệt, đang ở trong cái sinh lão bệnh tử, vậy thì cái gì thay đổi và cái gì không thay đổi? Cái gì thay đổi, cái gì không thay đổi? Sinh lão bệnh tử thì không thể thay đổi, bởi vì ngay cả chính Đức Phật ngài cũng sinh ra rồi ngài cũng có bệnh, rồi ngài cũng già, rồi ngài cũng chết. Nhưng mà chết của ngài là chết giác ngộ giải thoát, cho nên mình gọi là niết bàn, chứ thực ra nó cũng có nghĩa là chết thôi. Tịch diệt thì có nghĩa là chết, nhưng mà chết một cách êm ái. Tịch diệt vậy thôi. Vậy thì Đức Phật ngài cũng đâu có phát gọi sinh lão bệnh tử. Vậy thì Đức Phật ngài thoát cái gì? Ngài thoát là ở nơi thái độ của ngài đối với sinh lão bệnh tử. Thái độ của mình đối với sinh lão bệnh tử là sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, kêu ca, đủ thứ. Còn Đức Phật á, đối với sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Mình trồng hoa, bây giờ cái hoa đó trời bão một cái là nó rụng lá hết trơn, cái mình đau khổ, mình buồn phiền. Là bởi vì mình sở hữu cái hoa đó. Còn bây giờ cái hoa nó nở rồi nó tàn, đối với một người giác ngộ thì đó là chuyện bình thường. Cho nên cái thái độ của cái vị đó không hề có gì đau khổ, phiền não cả. Như vậy thì rõ ràng là có thay đổi,
chứ không phải là không có thay đổi. Nhưng mà là thay đổi là không phải thay đổi cái trạng thái, không phải là thay đổi để cho cái hoa nó nở mãi, không phải thay đổi để chỉ còn lại ngày thôi chứ không có đêm, chỉ còn lại sáng thôi chứ không có tối, chỉ còn lại nóng thôi chứ không có lạnh, ví dụ như vậy thì không được. Bởi vì có nóng có lạnh, có ngày có đêm, nó mới là thay đổi, mới trở thành là bốn mùa, trở thành sinh lão bệnh tử. Thực ra chính sự thay đổi đó mới là vẻ đẹp của trời đất, cái đó mới là cái chân lý ngàn đời. Tại sao mình lại muốn thay đổi cái đó? Cái cuộc đời này nó có hai mặt, nhưng mà mình phải đón nhận. Đón nhận vì cái trường đó nó đến thì mình phải đón thôi, chứ không phải là chấp nhận. Chấp nhận tức là mình chịu. Còn ở đây cũng phải đáng mà chịu, vì đó là điều tốt đẹp chứ không phải là điều xấu. Tốt cho mình chứ đâu phải xấu. Bây giờ mình đang đứng đây, cái tự nhiên ai có cái phép thần thông gì cái chỉ mình cái, bây giờ thành cục đá mà đứng hoài vậy thì lúc đó là tốt hay xấu? Còn mình đi lui đi tới, rồi mình đạp cái cây gai một cái nó đau cái chân, rồi mình thụt cái chân lui, thì như vậy là tốt hay xấu? Đó là tốt chứ. Nếu mà đạp cái gai mà không đau mới là lạ. Đạp cái gai thế là phải đau. Đau thì mình nhờ đau vậy mình biết, mình mới thụt cái chân lui, rồi mình mới lấy cái gai ra. Thì như vậy là tốt, chứ đâu có gì mà sai. Phải không? Vậy tại sao mình làm việc cái đó? Việc chính là việc cái thái độ sai lầm đối với bản chất của cuộc sống. Vì vậy cho nên giác ngộ đó, giác ngộ là thấy ra bản chất thực của cuộc sống. Tức là chấp nhận cả có trắng, có đen, có ngày, có đêm, có khổ, có vui, có được, có mất, có hơn, có thua. Tức là nó phải có cả hai mặt đó mới nên người. Bây giờ mình lại nói thêm một câu nữa. Cho ông sinh ra một đứa con, xong rồi nó muốn gì được đấy, cung cấp cho nó đủ thứ. Là nó không có cái gì mà nó không được, nó không vừa lòng hết trơn á. Thì nó sẽ nên người hay không nên người? Còn một đứa khác á, thì nó gặp khó khăn đủ thứ rồi nó phải vận dụng tất cả mọi cái khả năng của nó. Để nó ứng phó, để nó học ra, rồi nó hiểu ra được tất cả mọi tình huống của cuộc sống. Thì nó là người nên người hay nên người? Vì vậy cho nên á, cái quan niệm sai lầm về cái sự tu tập của mình á, thầy vẫn nhắc lại là tu tập không phải là để thay đổi trạng thái này để đạt đến trạng thái khác. Chuyện thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác đó là chuyện của pháp, không phải là chuyện của mình. Mà đã chuyện của pháp thì mình đừng có xen vào, cứ để pháp vận hành thì nó sẽ tự nhiên ra. Cũng giống như là một cái xoài, mình đã gieo cái hột xuống rồi thì tự động nó nảy mầm, rồi nó đâm chồi nảy lọc, rồi nó ra hoa, nó ra trái. Tiến trình hình của nó là tất yếu và nó sẽ tùy duyên. Nếu nắng nhiều thì nó sẽ chậm lại một chút, còn nếu có đầy đủ mưa, có đầy đủ phân bón thì nó lớn lên một chút. Cái là nó hoàn toàn tùy duyên. Cho nên á là chính nhờ có bốn mùa mà cây mới có hoa có trái. Nếu bây giờ mình chỉ ngưng lại một mùa thôi, mình nói là nhờ mùa xuân mới là có hoa, thì đó là sai lầm. Chính là nhờ mùa hạ, mùa thu, mùa đông, cho nên bây giờ đến mùa xuân nó ra hoa, chứ không phải là nhờ mùa xuân mà ra hoa. Phải không? Đúng không? Không phải bây giờ mùa xuân không tên là cứ cho nó mùa xuân hết trơn đi á, thì nó sẽ không còn ra hoa ra trái nữa. Mình á là mình mơ tưởng. Mình trong cái cõi này mình thấy nó là phiền não khổ đau. Mình thấy nó là biến đổi. Cho nên á là mình mơ ước cái cõi mà mình sẽ đến á là cõi đó nó phải là thường. Cõi đó nó phải là lạc. Bởi vì mình ở đây khổ cho nên ở đó phải lạc. Ở đây không có cái gì mà vừa ý mình được, cho nên nó bị vô ngã, còn ở đó là phải có ngã. Tức là ở đó mình muốn gì được đấy. Đại khái như vậy. Còn ở đây thì có trắng, có đen, có xấu, có tốt. Còn ở đó đó là chỉ có tốt thôi, chứ không có xấu, có tốt gì hết. Tức là cái mà mình mơ tưởng đến vẫn là cái gì đó mà hoàn toàn. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài dạy rằng là giác ngộ không phải là giác ngộ ra cái hoàn toàn, mà là giác ngộ ra cái bất toàn. Tại vì mình luôn luôn mình mong muốn cái hoàn toàn,
Nhưng mà giác ngộ lại là giác ngộ ra tính chất bất toàn của cuộc sống. Giác ngộ ra được vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà khi một người mà đã thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã đó, thì cái người đó lại là trở nên hoàn toàn. Cái đó mới lạ. Có một lần thầy đố Phật tử ở ngoài Hà Nội, thầy nói là đố Phật tử tại sao Đức Phật giác ngộ. Ý thầy nói là ngài giác ngộ tức là ngài trở nên hoàn toàn á. Ngài đã trở thành một vị Phật hoàn toàn á, chính là bởi vì ngài giác ngộ được bản chất bất toàn của cuộc sống. Mình đó thì mình tưởng rằng á có một cái gì đó mà nó hoàn toàn, nhưng mà cái hoàn toàn là vô tưởng. Còn cuộc sống thì nó như nó là, chính là hoàn toàn. Ví dụ như một vị tỳ kheo, ngài Vakkali chẳng hạn, ngài bệnh gần chết, thân thì lợ ghẹ hôi hám, nhưng mà khi Đức Phật ngài đến, ngài hỏi cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, vì này giác ngộ được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã đó thì liền đắc quả vị A La Hán. A La Hán là gì? A La Hán tức là cái tâm không còn một ý niệm gì còng vào thêm cái mà nó đã là như nó là. Còn mình á thì còn vô số ý niệm, còn vô số khái niệm, còn vô cái đang là. Cái đang là nó là như vậy, nhưng mình có vô số cái khái niệm, có vô số ý niệm, có vô số ý tưởng còn vô đó. Đó là một sai lầm. Sai lầm thứ hai là trước cái sự thật đó, trước cái sự kiện đó, mình lăng xăng tào tác, phản đối hoặc lấy vào. Cho nên thầy mới nói là không phải tu là lấy cái này bỏ cái kia, thì không phải là mình lấy vào hay là bỏ đi, không có cái thái độ lấy vào bỏ đi đó, tức là không có một cái thái độ tào tác lăng xăng để trở thành giác ngộ. Tức là trực sự thật, trực nhận một chân lý. Chân lý, nghe nói chữ chân lý nghe có ngoài vậy đó, cho thực ra là sự thật. Sự thật là cái gì nó đang như nó là, chứ không phải là chân lý là một cái gì mà một cái lý gì ghê gớm hết trơn á. Cái gì như nó là tức là chân lý. Giác ngộ có nghĩa là trực nhận cái sự thật. Mà trực nhận sự thật á thì nó phải loại bỏ được hai điều. À bây giờ có loại bỏ chứ không phải không loại bỏ này. Hồi nãy là mình nói không có loại bỏ, nhưng mà bây giờ có loại bỏ này. Loại bỏ hai điều. Đó là cái khái niệm, mà từ cái khái niệm này nó thành ra tư tưởng quan niệm. Thì cái này đó là thuộc về nhận thức. Tức là mình nhìn sự thật, mình nhìn sự thật qua cái khái niệm, qua tư tưởng, qua quan niệm. Thì cái này là thuộc về nhận thức. Hai là mình tào tác để trở thành. Tào tác để trở thành tức là mình đối diện với một sự thật, mình lại muốn dẹp sự thật này đi để mình đạt một cái khác. Cho nên á là có tào tác để trở thành, thái độ tào tác. Trong thái độ tào tác này á, tào tác để trở thành này á, nó có tham sân si trong đó. Bởi vì là mình muốn dẹp cái này là sân, muốn đạt cái kia là tham. Mà mình muốn như vậy á, tức là mình lại không thấy được sự thật đó, cho nên á là si. Như vậy ở đây là tham sân si. Như vậy trực nhận sự thật á là nó phải loại bỏ ra hai cái mặt. Một mặt á là nhận thức và một mặt là hành vi tạo tác. Ở trên á là nhận thức, dưới là hành vi. Cho nên thầy mới nói là giác ngộ là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cái mà mình gọi là tu là sửa đó. Sửa ở đây có nghĩa là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là nhận thức lại cho đúng và hành động cho đúng. Tức là thái độ hành động và thái độ nhận thức đúng, đúng tốt. Nếu như trong cái nhìn giác ngộ, trong cái nhìn trực nhận sự thật á, mà không còn qua khái niệm, không còn qua tư tưởng, không còn qua quan niệm, tức là mình không đặt ra cái gì hết, bất kỳ cái gì hết, nó như thế nào thì mình thấy nó như vậy thôi, thì đó là nhận thức đúng. Và cái tâm của mình nó không khởi lên một cái thái độ tào tác để bỏ cái này trở thành cái kia.
cái tầng cùng của cái hành vi này đó chính là không, vô tướng, vô tác, vô cầu. Vô tác hay là vô hành hay là vô vi. Như vậy á, thì khi mà nhận thức là cái nhìn rộng lặng trong sáng, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là về mặt nhận thức á, thì sáng suốt định tĩnh trong lành hay là rộng lặng trong sáng, và về hành vi đó thì là không vô tướng, vô tác, vô hành, vô vi, vô cầu. Sao? Nghĩa là cuộc đời như thế nào thì cứ để yên vậy. Tức là cuộc đời này có trắng có đen, có cao có thấp, có được có mất, có hơn có thua gì đó, trong đời này nó như thế nào á thì là mình thấy như vậy. Giác ngộ tức là trực nhận sự thật. Trực nhận sự thật tức là qua cái tâm rộng lặng trong sáng và vô vi vô tác. Pháp là bên này. Nếu như qua những cái quan niệm và tạo tác này á, thì lúc đó mình sẽ là tròn lựa ở trong pháp này. Tròn trắng chứ không tròn đen, tròn được chứ không tròn mất, tròn thành công chứ không tròn thất bại. Tức là lúc đó mình tròn một, mình bỏ một. Nhưng mà khi cái nhận thức đi đến rộng lặng trong sáng và cái hành vi đưa đến là vô vi vô tác, thì lúc đó đã cái cuộc đời lại y như nó là. Phải vậy không? Như vậy thì là không có thay đổi gì cuộc đời cả. Vì vậy trong thiền có một cái câu nói rất là hay. Tức là một người giác ngộ đó là nhập lâm bất đạp thảo, nhập thủy bất đồng ba. Có nghĩa là người giác ngộ đó đi vào trong rừng mà không đồng một chút cỏ, mà xuống nước là không gây một cái đợt sóng. Có nghĩa là vào trong đời một cách bình thường, đến độ nó không có gây cho cái cuộc đời này bất kỳ một thay đổi nào. Chứ không phải Đức Phật ra đời để mà thay đổi cuộc đời này. Có người nói rằng là Đức Phật Ngài nói giác ngộ, Ngài nói là giải thoát, nhất bàn. Mà cuộc đời này từ hồi nào giờ nó vẫn cứ đau khổ. Chứ đâu có thay đổi được gì cuộc đời này đâu. Do đó chúng ta là phải làm một cách khác. Làm thế nào đó để mà phải là diệt tan những cái xấu. Để chỉ còn là những cái tốt thì lúc đó sẽ thiết đà. Nhưng mà cái xấu nó giỏi hơn. Cái xấu nó giỏi hơn bởi vì nó nghĩ ma giáo hơn, cho nên nó chế nhiều cái thứ mà cũng ghê gớm hơn. Nó diệt luôn cái người thiền mất rồi, còn đâu nữa mà niết bàn. Đâu còn đâu nữa mà thiết đáng. Phải không? À, cho nên trường đó không thể làm được. Nhưng mà Đức Phật á, Đức Phật lại không phải dạy cho chúng ta là thay đổi cuộc đời này để cuộc đời này hạnh phúc hơn. Có nhiều tông phái, có nhiều tôn giáo cứ cố gắng làm sao để cho cuộc đời này hạnh phúc hơn. Đó là sai lầm, vô cùng sai lầm. Vì cuộc đời này nó có đầy đủ trắng đen, hạnh phúc, thành bại, được mất hơn thua đó, đó mới là giác ngộ được. Chứ nói mà không có những thứ đó rồi thì làm sao mình giác ngộ. Lúc đó mình toàn người máy không, mà giác ngộ gì được. Như vậy á, thì bản chất cuộc đời, mình vẫn giữ nguyên bản chất cuộc đời. Để cho mình giác ngộ xong rồi á, thì để cho người sau giác ngộ với chứ. Cho mình giác ngộ xong rồi, cái mình làm nó thành ra là yên lặng hết trơn rồi. Cái cuộc đời này yên lặng hết trơn rồi, lần sau con cháu làm sao giác ngộ được. Phải không? Cho nên nó giác ngộ là cái người nó giác ngộ giải thoát thôi. Chứ còn á, là để cho người khác giác ngộ giải thoát với chứ. Chứ bây giờ mình là cứ muốn là biến cuộc đời này thành cái là thiên đàng hết trơn rồi. Chứ đâu còn ai giác ngộ giải thoát gì được nữa. À, do đó, đó là cái hôm mà thầy nói chuyện ở bên sông Mây á, hết giờ cho nên thầy nói một câu cuối. Là thầy nói là tu hành á, không phải là để mà lấy cái này bỏ cái kia, mà tu hành là phải nhận thức ra được cả hai mặt của cuộc sống. Nhận thức ra được hai mặt của cuộc sống mà không để cho cái tham sân si hay cái bản ngã chi phối. Cái bài giảng đó lúc đầu á là thầy nói cái nguyên nhân nào mà nó phát sinh ra cái sự sai biệt giữa cuộc đời này, sinh ra cái bản ngã,
và cái bản ngã nó sai biệt với nhau như thế nào mà đưa đến phiền não khổ đau. Thì như vậy á, là cái mà hình thành ra cái khái niệm và cái tạo tác này á, sự hình thành này này chính là hình thành cái bản ngã. Và cái hình thành bản ngã này á, bản ngã này nó mới che lấp cái sự thật đi, làm cho mình không còn thấy cái sự thật nữa. Chứ còn nguyên từ đầu, mỗi người đều đã có mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp, mỗi người đều có đất nước lửa gió hư không và thức tánh giống nhau, cho nên á là tánh biết của mỗi người đều thấy pháp là giống nhau. Nhưng mà vì hình thành cái quan niệm riêng ra, cái cách tạo tác riêng ra mà nó tạo thành cá nhân của mỗi người. Chính hai cái điều này là cái mà tạo ra cái cá nhân của mỗi người. Cái cá nhân này á bị chấp phụ thành ra là một cái ta, và cái ta này mới có sự chống đối với cái ta khác, thành nó mới có chia ra rồi chọn lựa rồi lấy cái này bỏ cái kia, mà chính vì vậy mà nó sinh ra phiền não khổ đau. Thành ra không phải là chọn lựa để mà lấy cái này bỏ cái kia, mà chính là dẹp bỏ cái ảo tưởng của cái bản ngã, tạo ra những quan niệm, tạo ra những cái tạo tác để trở thành. Tại sao mà thầy lại phải cứ giảng hoài, giảng đi giảng tới hoài? Tại vì thầy muốn là mọi người phải thấy ra cái điều này trước rồi mới tu. Còn nếu không á, mình cũng vẫn cứ rơi vào cái tu á, là lấy cái này bỏ cái kia. Tức là mình cứ vẫn làm một cái động tác, mà cái động tác đó nó không tới đâu cả. Bản chất của đời sống á, thì nó đã có hai mặt. Thì thầy đã nói như thế này: nếu mình cho rằng là mặt này là mặt tốt, cho nên tôi lấy, thì mình lấy luôn cả cái mặt xấu của nó. Còn mình cho là mặt này là mặt xấu, cho nên tôi bỏ đi, thì bỏ luôn cả mặt tốt của nó. Tại vì cái gì nó cũng hai mặt hết, cho nên nếu mình cho là xấu mình bỏ đi, thì mình bỏ luôn cả tốt. Mà mình cho là tốt mình lấy vào, thì mình lấy luôn cả mặt xấu. Thành nó rốt cuộc á, nó không đi tới đâu hết, nó vẫn lẫn quẩn. Vì vậy cho nên gọi là luân hồi. Cái chữ luân hồi á, nó có nghĩa như vậy đó. Chẳng phải luân hồi là mình sinh ra từ kiếp này qua kiếp khác. Ví dụ như một cái ổi hay là một cái xoài, hạt nó ra cây, cây rồi nó lại là rơi xuống lại cái trái khác, cái trái khác nó là sinh ra nữa. Cho dù nó có sinh cái đời này qua đời khác, nó cũng không có luân hồi sinh tử. Cho nên không phải luân hồi sinh tử có nghĩa là sinh ra đời này qua đời khác, mà luân hồi sinh tử đó tức là lẫn quẩn trong cái thái độ của bản ngã, lấy cái này bỏ cái kia. Nhưng mà lấy cái này thì cũng đồng thời lấy cái mặt xấu luôn, tức là lấy cái tốt này thì đồng thời lấy luôn cả mặt xấu, còn bỏ cái xấu này thì đồng thời bỏ luôn cả mặt tốt. Thành ra hai vế nó bằng nhau, do đó mới luẩn quẩn cứ đi quân co đó, tức là tránh vỏ dưa thì đạp vỏ dừa. Người xưa người ta nói vậy đó, tức là cứ tránh vỏ dưa thì đạp vỏ dừa thôi. Tại sao mà mình có thể giải thoát ngay tại đây? Tại vì chỉ cần thay đổi thái độ thôi. Chứ còn bây giờ mình đang bệnh mà muốn hết bệnh thì ít nhất cũng phải một tuần lễ, thì một tuần lễ mới giải thoát được, chứ làm sao mà giải thoát được. Nhưng mà giải thoát xong rồi, hết bệnh rồi thì nó lại ra bệnh khác, cho nên nó lẫn quẩn. Còn cái giải thoát á, tại sao mà giải thoát được liền? Tại vì thay đổi thái độ là xong rồi. Tức là nếu cái thái độ đứng về phương diện nhận thức á, thì không còn cái quan niệm tư tưởng gì nữa, mà thấy thẳng, thấy trực tiếp nó là nó, chứ không có qua cái tư tưởng quan niệm gì của mình hết á. Không phải là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, không phải vậy. Tại vì em mình buồn thì mình thấy cảnh buồn, đó là tại quan niệm, tại cái ý niệm của mình, chứ không phải là tại nó buồn. Còn bên này mình tạo tác để trở thành để làm gì? Lẫn quẩn. Là vì mình tạo tác để trở thành, rồi trở thành xong rồi á, lại là bỏ đi rồi là mình lại tạo tác cái khác, tạo các cái khác để thành rồi lại bỏ đi. Cứ làm như vậy hoài thì là sinh tử luân hồi, gọi là sinh tử luân hồi. Hôm nay là cái buổi cuối của cái khóa 9. Thì là cũng nhân tình cờ là đi nói chuyện bên sông Mây, cho nên là thầy lại đem cái đề tài này nói trong cái buổi cuối này. Nhưng mà thầy thấy là đó là một cái điều mà chúng ta cần phải thấy ra.
ít nhất là trước khi chấm dứt cái khóa học này, mình cũng thấy ra được cái thái độ tu là thế nào. Để tránh cái mà mình vẫn cứ tiếp tục loại bỏ cái này để mà đạt được cái kia. Nhưng mà bởi vì thái độ không phải là một trạng thái, cái trạng thái thì phải là thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác. Còn cái thái độ đó, chỉ cần là không còn cái thái độ sai lầm nữa thì tự nhiên nó đúng. Chứ không cần có thái độ đúng, chỉ cần không còn thái độ sai lầm. Thái độ sai lầm là thái độ sai lầm trong nhận thức và hành vi. Chỉ cần không có thái độ sai lầm trong nhận thức và hành vi nữa thì tất cả mọi cái đều đã đúng. Không phải là mình tạo ra cái đúng. Bởi vì á, ngay từ đầu tánh biết và pháp là đã hoàn chỉnh rồi. Hoàn chỉnh không phải là hoàn chỉnh theo ý nghĩa của mình, không phải hoàn chỉnh theo nghĩa là toàn vàng rồng hay là toàn là kim cương hộc xoàng rồi đó, không phải như vậy. Không phải hoàn chỉnh theo nghĩa đó. Hoàn chỉnh vẫn có thể là gai góc, vẫn có thể là rác, có thể là lá khô lá mục, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Cho nên có một vị giác ngộ, thì cái vị đó giác ngộ cũng là đúng vào cái lúc mà mưa bão như thế này này. Thì vị đó cảm hứng nói lên một bài kệ: mưa ơi cứ mưa đi. Mưa ơi cứ mưa đi rồi mình cứ tiếp tục đi không sao hết trơn. Mưa thì cứ tiếp tục mưa chứ không có sao. Tức là bây giờ ngài giác ngộ rồi, là ngài đã điều chỉnh được cái thái độ đối với cuộc sống rồi, cho nên bây giờ mưa thì cứ mưa đi. Bây giờ để thời gian lại cho các Phật tử hỏi. Vì cái hỏi là rất hay, bởi vì như thế này, đừng có sợ. Khi hỏi mình mới là biểu lộ cái trình độ nhận thức của mình, cái trình độ tu tập của mình ngang đâu. Chỉ cần điều chỉnh một cái thì nó thoát ra. Thay vì mình phải cứ ngồi mà cứ tu mà tu hoài thì nó vẫn là thay đổi cái trạng thái này qua trạng thái khác thôi. Còn bây giờ ngay trên nhận thức mà mình đã nhận thức đúng, tức là chứng rồi, thì tự nhiên nó sẽ chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, nó cứ kéo theo. Do đó đó, qua cái mà thiền thực mà điều chỉnh một cái chỗ sai lầm nào đó thì tự nhiên nó sẽ đúng liền. Nên bây giờ các vị tích cực hỏi. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy nhiều ạ. Con xin hỏi thầy một câu là, thầy khi giảng thì cũng có nghe thấy một số cái điện thoại có tiếng chuông ạ. Thì khi nghe như thế thì thầy có những cái suy nghĩ như thế nào? Và thầy có thấy rằng là cần trước khi giảng thì có một cái quy định là các Phật tử đến nghe giảng thì phải tắt hết điện thoại, hay là sẽ nói là điện thoại ơi cứ rung lên thoải mái? A Di Đà Phật. Thì bởi vì như thế này, thầy ít quy định là bởi vì nhiều khi có nhiều người họ đang có cái công việc gì đó mà họ cần quá đi, đang cần theo dõi tin tức gì đó, thì mình cũng phải thông cảm. Cho nên trong cái bài giảng của thầy là đã có hàm ý đó rồi. Tức là thế này, không phải là mình ra một cái quy định để cắt bỏ cái này hay là cắt bỏ cái khác, mà cái đó là phải tùy vào cái nhận thức và hành vi của mỗi người. Nếu như một người ý thức được rằng là cái việc của mình thì mình phải mở máy theo chế độ rung rồi gì đó, để cho khi nào có chuyện mà cần gấp của mình, bởi vì có những cái chuyện rất là cần gấp, thế thì mình phải để máy. Tắt đi thì cũng cần thiết, bởi vì mình không phải là mình nói tắt đi thì là ở đây nó trở thành là niết bàn liền, thì không phải đâu. Giờ đây chỉ cần là mình nhận thức đúng vậy thôi. Thế thì cái việc mà mình tắt cái điện thoại, nếu như mình thấy là mình không cần thiết, mình có thể mình tắt đi thì dù mình liên lạc lại cũng được, không có sao, nếu là mình thấy không cần thiết. Còn nếu mình thực sự có một cái gì đó mà nói mình cần phải giải quyết làm sao đó thì mình cứ để, nhưng mà là nên để cái chế độ rung để cho đừng ảnh hưởng đến người khác, tức là sự tôn trọng người khác. Đây cũng là một trong những cái điều mà điều chỉnh nhận thức và hành vi ở nơi mỗi người. Có nhiều cái trường thiền ấy, thì họ quy định rất là chặt chẽ, bỏ điện thoại rồi bỏ hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà thực ra đó, cái đó thì cũng tốt,
tốt là bởi vì để cho cái chung với lại là ai chấp nhận được chuyện đó thì người ta đến đó thì nó sẽ cắt đứt mọi chuyện để người ta trọn vẹn cái tu hành thì cũng tốt. Nhưng mà cũng có khi không phải đó là điều chính yếu. Nếu như mà cái ý thức ở nơi mọi người ấy, thì là tốt hơn. Ý thức được để mà từ điều chỉnh thì tốt hơn. Thì ví dụ như mình có một khóa thiền thì mình sẽ làm việc về chuyện đó. Ví dụ như mình có một khóa thiền trong một tuần thì là bây giờ mình có thể là ngồi lại với nhau mình nói một vài điều để cho mọi người tự ý thức, và có thể là mình sẽ nhắc nhở nhau. Ví dụ như nếu một cái người mà họ không tự ý thức được thì có thể người khác nhắc nhở giùm cũng được, để cho làm sao mà trong cái khóa thiền đó là mọi người đều có thể là nhận thức được hay là biết cái tu tập như thế nào cho tốt là được. Chứ cũng không cần phải quy định một cách quá là chặt chẽ hay là một cách quá gắt gao. Nhưng mà vẫn là kêu gọi cái sự ý thức của mỗi người. Bởi vì như thế này này, khi mà cái điện thoại đó mà nó reo á, thì nó sẽ làm cái máy này nó kêu tít 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 tít, mà nó tít 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 như vậy á, là nó sẽ thu vô trong đó. Thu vô trong đó đó thì là phải ngồi mà lọc cái âm đó đi nữa, thì nó rất là phiền. Có nhiều khi là nó làm cái máy này nó hư luôn. Có một lần thầy giảng ở bên Úc á, ở Sydney á, cái buổi đầu á thầy giảng không có máy, thì có một Phật tử mới là trang bị cho thầy một cái máy để mà giảng cho nhiều người nghe hơn, vì càng ngày cái số người nghe càng đông. Thế nhưng mà khi có cái máy rồi một cái á, thì coi như cái buổi giảng nó hoàn toàn bỏ, là vì á không biết là điện thoại hay là không biết gì đó, ở nơi đó nó có một cái đài anten gì đó không biết á, mà nó cứ phát sóng, nó cứ làm cho nhiễu sóng hoài. Thành ra cái buổi nói chuyện đó gần như là bỏ luôn, không, chứ là ai trực tiếp nghe đó thì nghe được thôi, chứ còn không có ghi lại để cho người khác nghe được. Cho nên nó là cái điện thoại á, là nó có ảnh hưởng đến cái phát âm này này, cho nên các vị lưu ý một chút. Mời ai hỏi. Bà sư, hồi xưa tới giờ con mới có đi học về thiền bổn này thôi, thành ra con cái nhận thức của con nó cũng còn thô thiển lắm. Thành ra con hỏi nếu có gì sơ sót thì các vị cũng như sư tha thứ giùm con. Thưa sư, như sư nói là trực nhận sự thật, ví dụ như về khái niệm, thôi bây giờ con thí dụ hơi thô thiển đi, thí dụ như về tiền đi sư. Nếu mà mình trực nhận sự thật tiền chỉ là tiền thôi, thì bây giờ khái niệm của mình nó làm bỏ qua khái niệm, nghĩa là tiền là quý là bỏ qua, rồi tạo tác để trở thành, thí dụ như giờ con bỏ qua cái tạo tác, là thí dụ như giờ người ta nói, thí dụ nếu mà mình có tiền thì mình sẽ suy nghĩ là mình sẽ lấy tiền này để làm một cái gì đó, thì con suy nghĩ con không có suy nghĩ tiền để làm cái gì nữa hết, và bỏ qua cái đó luôn, thì con sẽ không có tham sân si. Nếu mà con không có tham tiền nữa, thí dụ như con đạt được cái đó, thì người ta gọi con là người trơ thì sao hả sư? Người ta sẽ nói người đó là người trơ. Nghĩa là mình khi mình đạt được tới đó rồi thì người nhân gian sẽ gọi mình là người trơ. Dạ, thì sao sư? Đó là một câu hỏi rất hay. Không phải là một người mới học thiền, mà là một người có nhận thức về cuộc sống rất là rõ ràng. Cho nên khi đặt vấn đề là đặt một vấn đề rất là thiết thực, chứ không phải là đặt một vấn đề có tính chất giả định. Thường thường có nhiều người đặt giả định, nhưng mà đây là một tình huống thực. Bây giờ nó lại liên quan tới một chuyện khác nữa. Đó là trong cuộc sống á, mình phải chấp nhận nó có hai mặt. Đó là một mặt chân đế và một mặt tục đế. Và cụ nghe cho rõ ha. Trong cuộc sống này nó có hai mặt, một mặt là chân đế, một mặt là tục đế. Cái chân đế đó là cái sự thật như nó là. Thí dụ như vàng là vàng, đất là đất, nước là nước. Tức là cái gì thì nó như thế nào, nó là vậy thôi. Còn tục đế đó, mình quy định giữa con người với nhau, nói rằng là vàng là quý, đất thì ít quý hơn. Nhưng mà nếu mà mình lý luận á, nếu mà lý luận một hồi á, thì nói rằng là đất quý hơn vàng, bởi vì đất mình mới trồng ra hoa màu,
hay là mình có thể sống trên đó, rồi nhờ mình sống trên đó mình bán được hoa màu mình mới lấy được vàng. Ví dụ như vậy, vàng là có khi là nhờ đất mà ra, hoặc là vàng nó có từ trong đất mà ra. Đất nó trải qua một cái thời gian, một trải qua một cái năm tháng, hay là qua những cái mưa nắng gì đó, thì lâu ngày nó có những cái tác dụng hóa học như thế nào đó, bây giờ nó biến thành vàng, hay là nó biến thành ngọc, nó biến thành cái này thế kia, thành ra cái đó đó, trên cái chân đế đó, thì nó chỉ là một sự vận hành của pháp. Nhưng trên tục đế đó, thì có người quy định ra. Có người quy định ra cái này là tốt, cái này là xấu. Nhưng mà khi quy định ra cái này là tốt, cái này là xấu, thì có thể là một nửa bên này cho là tốt, thì một nửa bên này cho là xấu, cho nên mới có chiến tranh. Vậy thì ở đây mình phải đặt ra hai điều. Một là sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn, thì phải là thấy pháp đúng là chân đế. Còn nếu mà mình nói ở giữa tục ấy, thì là mình làm sao mà tốt mình tốt người là được. Nhưng mà tốt mình tốt người chưa phải là giác ngộ giải thoát. Mình có thể sống tốt mình tốt người có hai phương diện: tốt mình tốt người theo quy định của xã hội, thì mình cứ theo quy định của xã hội. Nên là khi mình sống như vậy á, là sống trên nhận thức tục đế. Cái nhận thức và tạo tác như hồi nãy mình nói đó, thì có nhận thức theo kiểu tư tưởng, theo kiểu quan niệm, theo kiểu khái niệm, thì đó là nhận thức theo tục đế. Theo tục đế đó thì không có cái nào nhất định, tức là người này cho tốt thì người kia cho là xấu, cho nên nó không có nhất định. Còn trong cái chân đế đó, tức là trong cái chân lý rốt ráo đó, thì lại là mọi pháp đều bình đẳng. Cho nên đó, trong chân đế đó thì không có vàng là quý hơn là bạc, mà là cái tác dụng của bạc tạo ra cái tác dụng gì để mà sinh khắc trong cuộc sống, để mà tạo ra cái cuộc sống nó vận hành. Trong tự nhiên đó, thì nó là cái bản chất cũng như sự công dụng của nó, thì đó là nó thuộc về chân đế. Nhưng mà khi con người á đặt thành một cái bạc là nó quý hơn bạc, nhưng mà cái đó chưa chắc nè. Ví dụ như có người nói rằng là vàng với gạo cái nào quý hơn, rồi nói rằng là vàng quý hơn gạo, nhưng mà rõ ràng có những cái lúc mà không có gạo mà mua thì đem vàng ra mua mấy cũng không có gạo mà ăn, rồi đó ôm cả đống vàng cũng cứ chết đói. Cho nên cái quý mà trong tục đế đó là chỉ quý trong điều kiện này hay là quý trong điều kiện khác, quý trong cái hoàn cảnh này hay là quý trong hoàn cảnh khác, chứ nó không có một cái chân lý tuyệt đối, tức là không phải là cái chân đế. Nhưng mà ở đây thầy đang nói chỗ này thế này, tức là khi mình giác ngộ giải thoát á, thì cũng không hẳn là mình đã bỏ cái tục đế, nhưng mà khi mà mình phải sử dụng tới khái niệm và tới tạo tác, thì mình chỉ sử dụng khái niệm và tạo tác đó một cách tương đối. Một cách tương đối để đáp ứng trong trường hợp đó hay trong trường hợp khác mà thôi. Chứ nó không tuyệt đối. Thí dụ như bây giờ, mình nấu cơm ra, mình đem tới cho nhà giàu, mời ăn cơm, có khi người ta đuổi mình ra nữa. Nhưng bây giờ cái nhà nghèo mà tới mình mời thì thôi là họ quá mừng. Vậy thì cái đó là tương đối, cái đó không phải là tuyệt đối. Thì cái đó mình phải biết, mình sống trong cuộc đời thì mình biết cái người nào cần cái gì đem lại lợi ích cho mình, cho người thì mình làm, còn không lợi ích cho mình, cho người thì không làm. Thì cái đó nó chỉ có giá trị tương đối trong tục đế mà thôi. Tất nhiên mình vẫn chấp nhận là có lý luận, vẫn chấp nhận là có kế hoạch, mình chấp nhận có tất cả mọi cái, nhưng mà tất cả mọi cái đó chỉ vẫn là lẫn quẩn ở trong cái vòng tam giới này, chứ nó không phải là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ giải thoát là ngay đây mình có thể giác ngộ giải thoát. Bây giờ mình có vàng không có vàng mình vẫn giác ngộ giải thoát. Bây giờ mình ăn no hay ăn đói mình vẫn giác ngộ giải thoát, chứ không phải là theo cái quan niệm của tục đế. Như vậy thì tóm lại là trong tục đế, tại sao tục mà cũng đế, đế tức là sự thật, nhưng mà sự thật này là sự thật chấp nhận với nhau ở giữa thế gian. Vì vậy cho nên khi mình đã sống ở giữa thế gian á,
thì là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nhập gia tùy tục, nhập thông tùy khúc gì đó, đại khái vậy. Thì cái đó đó là tục đế. Còn chân đế đó, giống như Đức Phật ngài nói định nghĩa niết bàn đó, niết bàn là tuyệt không còn tham, không còn sân, không còn si. Đoạn tầng tham, đoạn tầng riêng, đoạn tầng si, tức là đoạn tầng không còn một cái thế giới của cái ảo tưởng nữa. Nhưng mà Đức Phật ngài vẫn sống trong tục đế. Và khi ngài sống trong tục đế, ngài vẫn sống tốt đẹp hơn ai hết. Nhưng mà ngài không bị lệ thuộc vào đó. Ngài xem cái đó chẳng qua là cái chuyện này ứng ra hôm đó là thôi, chuyện này ứng ra hôm nay thôi, chứ còn tất cả những chuyện đó không phải là cái lâu dài. Trong tục đế thì mình đừng hại mình, hại người là được, chứ còn nó chưa phải là giác ngộ giải thoát. Còn ở đây đó, thầy nói là thầy nói giác ngộ mà, chứ đâu phải thầy nói là nhận thức bình thường ở đời. Giác ngộ thì nó phải là cái nhận thức trực tiếp, mà ngay đây dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình vẫn giác ngộ giải thoát. Nghĩa là mình phải thoát ra khỏi hai cái nhận thức và hành vi sai lầm. Mời hỏi tiếp. Thầy cho hỏi lại cái nãy thì ghi bản là về giác ngộ, sau đó là thấy sự thật, và thấy sự thật đó không có ở đó khái niệm và tạo tác để trở thành. Thì con hiểu như vậy, con thầy có đúng. Thì con hiểu là khi mà tiếp nhận sự thật á, thì mình chỉ tiếp nhận đúng cách mà cách vận hành của 18 cái giới của Pháp nó vận hành như thế nào thì mình tiếp nhận y chang vậy. Mà mình không có liên tưởng sai hoặc ý muốn mình để mà hiểu cái vấn đề đó theo cách sai. Thì như vậy con hiểu vậy có đúng không ạ? Ừ, đúng. Hiểu như vậy là đúng. Tức là làm sao mà cái tâm mình nó lặng lại hai thứ. Hai thứ là nhớ hai, phải có hai thứ mới được. Cho nên thầy mới nói là nhận thức và hành vi đó. Tức là một mặt là nhận thức. Mặt nhận thức á, thì mình không bị quan niệm hay là một tư tưởng hay một cái gì mà nó xen vào hết á. Tức là mình chỉ trực nhận sự thật. Trực nghĩa là trực tiếp, chứ nó không có qua một cái bảng giá trị nào cả. Thí dụ bây giờ mình thấy ai làm một cái điều gì đó, mình nói là không đạo đức. Tức là mình nói theo cái bảng đạo đức của mình. Nhiều khi có những người theo tôn giáo hay là theo Phật giáo mà lại càng hư hỏng, chẳng thà không theo còn tốt hơn. Cái này mới lạ chứ. Tại vì như thế này, khi mình theo đạo Phật, mình nếu mình hiểu đúng, mình học đúng, mình nhận thức đúng, có thầy hướng dẫn, thì mình mới là nhận trực tiếp vào cái đúng á, thì nó mới là đúng đạo Phật. Còn bây giờ tự nhiên cái nghe nói là làm cái này tội, làm cái kia phước. Rồi bây giờ mình cứ làm, mình cho mình phước, rồi cho là cái này là tội. Nhưng mà cái tội đó là không phải là cái tội với cái phước mà mình thực sự thấy, mà là cái tội cái phước này là do ai nói, là bây giờ mình cứ sợ mình không dám làm. Thế nên là hỏng thêm, chẳng thà nó không biết nó làm, xong rồi nó mới đụng nhân quả, rồi nó mới học ra, rồi nó mới giác ngộ ra, thì nó lại đúng hơn. Có nhiều vị sư đập ai vô cái đó, xuất gia đi con. Xuất gia đi, xuất gia. Thầy á, là ai mà nói xuất gia là thầy phải hỏi thật kỹ. Tại sao xuất gia cái đó nè? Xuất gia để làm gì? Hỏi cho kỹ cái đó nhé. Tự nhiên cái là ai vô cũng kêu vô xuất gia hết đó. Vô xuất gia thì con ở đời sao mà lấy chồng lấy vợ chứ cho nó khổ. Làm hỏng người ta, đáng lẽ người ta phải lấy vợ lấy chồng cái đó nè. Rồi người ta mới biết khổ là thế nào cái đó nè. Học hết những bài học đó rồi, cho nên bây giờ người ta không còn dính mắc với chuyện đó. Còn bây giờ mình chưa mà mình đòi vô, mình nghe nói là lấy vợ lấy chồng là đau khổ, rồi thêm luân hồi sinh tử, rồi tạo thêm nghiệp đúng đồ, nghe vậy sợ quá. Sợ quá, nhưng mà cũng đồng thời là đóng cửa giác ngộ của mình luôn. Chứ không phải vô tu giác ngộ được, bởi vì vô tu mà nó tu không được là sao giác ngộ. Vô tu mà nó không nhận thức ra được cái gì đúng cái gì sai hết trơn, sao mà giác ngộ được. Cho nên là một mặt đứng về tục đế thì mình vẫn là cứ theo tục đế mà sống để mà học ra bài học giác ngộ. Nhưng mà một mặt nếu như mình có đủ trình độ thì có thể ngay đó mình có thể giải thoát được. Có thể giải thoát được cái đã, giải thoát được
cái lúc đó thôi, rồi chút nữa luân hồi nữa thì cứ luân hồi. Nhưng bây giờ là mình có thể là thoát khỏi được trói buộc của cái quan niệm và cái trói buộc của cái tạo tác, mà mình buông ra được một chút xíu đó thì ít ra là cũng hướng được một chút hương vị giải thoát, để biết giải thoát là thế nào chứ. Bữa nay thầy cũng có cái đồng hồ mà 3:10 là cứ hỏi tiếp. Hỏi tiếp là hai câu hỏi hay á. Thầy còn có cái này không phải câu hỏi mà là con muốn nghe về cái 12 duyên khởi khi mà nó cách nó hoạt động như thế nào á thầy. Bữa trước thầy dặn rồi sao không nghe? Con đi hai bữa cuối à, con mới biết đi. À vậy á? Dạ. Có một lần á, có một cái người đó đến hỏi một vị thiền sư. Vị thiền sư đó giảng pháp. Mỗi lần ông tới cái là giảng xong rồi. Giảng xong rồi cái ông mới tới hỏi nữa. Vị thiền sư mới nói là bữa nay ông lại mất một bài pháp thập nhị nhân duyên nữa rồi. Cứ mỗi lần mà tới hỏi vị thiền sư đó thập nhị nhân duyên là gì thì vị thiền sư nói ngươi lại mất một bài pháp thập nhị nhân duyên nữa rồi. Ông cứ nói hoài vậy mà sao mà lạ đó. Ông nói ông cứ nghĩ rằng là sao làm mỗi lần mình tới sớm hơn đấy. Ví dụ mình là 2 giờ dạng mà mình tới 2 giờ thì ông cũng nói là mất một cái bài thập nhị nhân duyên rồi. Và đâu ông đi 1:30. Đi 1:30 cũng nói mất một bài thập nhị nhân duyên rồi. Đi sớm thiệt sớm ông cũng nói là mất một bài thập nhị nhân duyên rồi. Thì té ra là cái vị thiền sư nói rằng là thập nhị nhân duyên là ở nơi mình á. Nếu như mình biết chiêm nghiệm ngay nơi mình á thì mình sẽ học ra cái bài thập nhị nhân duyên đó, chứ không phải là thập nhị nhân duyên là ở nơi vị thiền sư giảng. Ý là như vậy. Thập nhị nhân duyên là thế này. Nó rất đơn giản, trong đó nó có 12 cái khâu. Vô minh là một. Thật ra trong thập nhị nhân duyên có 4 khâu thôi. Bởi vì á thức danh sắc lục nhập xúc thọ, tức là mình đang đứng đây này, tất cả mọi người đang ngồi đây này là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Mỗi người đang ngồi đây đó là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, cho nên coi như là một. Bây giờ vô minh này, nếu như mình đang đứng đây mà tâm không có đủ sáng suốt, tâm có thể là bị phan duyên bởi cái chuyện gì bên ngoài, chạy đi đâu á, cho nên không sáng suốt đối với cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ này. Thực ra đó, cái thức này, danh sắc này, nó chạy vô trong lục nhập này rồi. Trong lục nhập đó, nó đã có thức danh sắc rồi, cho nên cái này, cái thức danh sắc cũng bỏ luôn. Chỉ còn lục nhập xúc thọ. Lục nhập tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý đây này. Rồi đang nhìn qua nhìn lại thấy đây là xúc này. Rồi mình đi cảm giác như thế nào đó là thọ đấy. Thì nói chừng đó thôi. Nhưng bây giờ nếu như ở nơi cái mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp và cảm thọ lạc khổ hay là xả mà làm minh á, tức là lúc đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đi. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là biểu hiện của minh. Tinh tấn tức là tâm chạy đi đâu á thì bây giờ quay về là tinh tấn. Trọn vẹn với cái lục nhập xúc thọ tức là chánh niệm. Và không mê mờ đối với cái lục nhập xúc thọ tức là tỉnh giác. Như vậy á, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là minh. Nếu mà lúc đó mà hoàn toàn minh á thì sẽ không có cái khái niệm của nhận thức, không có cái tư tưởng quan niệm nhận thức phát sinh lên và cũng không có tạo tác gì cả. Tức là không có cái khâu này, không có cái khâu ái thụ hữu, không có sinh lão tử gì hết. Hồi nãy mình đã nói cái chuyện mà giác ngộ đó. Giác ngộ tức là ngay nên lục nhập xúc thọ mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tức là minh thì sẽ không có hành. Vì cái khâu sau này là hành, cái khâu mà ái thụ hữu này đó, số khâu 3 này là hành. Ngay nơi mình đang ngồi đây hay là đứng đây, nếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tức là minh thì sẽ không có hành, nghĩa là không có ái thụ hữu. Hữu á tức là tạo tác hồi nãy này,
ái thù là nhận thức sai này, thì đưa đến hữu là tạo tác. Cho nên không có vô minh, không có hành, thì toàn bộ cái luân hồi sinh tử chấm dứt. Nếu như ngay tại đây và bây giờ, nếu không có vô minh hành, thì ngay đó là niết bàn, tức là sinh tử chấm dứt. Còn nếu như bây giờ ở ngay nơi cái người đang đứng đây, tức là đó là lục nhập xúc và thọ, mà là vô minh, tức là cái tâm lúc đó đó là khởi lên quan niệm này quan niệm kia, rồi mới là tạo tác, mới là phản ứng tạo tác, thì á tạo tác đó nó sẽ là có trở thành, chữ hữu này là trở thành, và trở thành đó đó là có sinh lão tử, tức là luân hồi. Thực ra là nói đơn giản là thế này thôi, bỏ hết mấy cái này đi, còn lục nhập xúc thọ đó là thực tại. Cái thực tại mà mỗi người đang ngồi đây đó là lục nhập xúc thọ, đúng không? Bây giờ lục nhập xúc thọ đó mà nó tròn vẹn, rỗng lặng, trong sáng, sáng suốt, định tĩnh, trong lành, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là tròn vẹn trong sáng với thực tại, tức là minh, thì không có ái thủ hữu, tức là không có nhận thức sai lầm và tạo tác sai lầm. Không có nhận thức tạo tác sai lầm thì không có luân hồi sinh tử, tức là ngay mình đang đứng đây không có luân hồi sinh tử, chứ không có nghĩa là không có bước lui bước tới. Không luân hồi sinh tử nhưng mình vẫn bước lui bước tới, vẫn nói, vẫn làm tất cả mọi chuyện, chẳng phải là chấm dứt là không còn gì cả. Tức là mình vẫn hoạt động bình thường như vậy, nhưng mà hồi nãy thầy nói đó, thái độ trở nên là thái độ vô vi, không phải là hữu vi, tức là hành. Cho nên vô hành hồi nãy có dùng, thầy dùng một cái từ là vô hành đó, vô vi, vô tác, vô hành. Đây là câu thứ ba này. Alo, dạ, vậy cho con hỏi lại là 12 duyên khởi có nghĩa là cách vận hành của vô minh nó vận hành như thế nào, mà nó là nguyên lý của cái việc sinh tử luân hồi nó diễn ra như thế nào, là nó trong cái vòng vô minh này hết, đúng không thầy? 12 duyên khởi này thì đúng, tức là này, nếu vô minh đối với thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, dạ, thì tức là hành, dạ, nghĩa là nội dung của cái hành này là ái thụ hữu, dạ, ái thụ hữu thì sinh ra luân hồi sinh tử, dạ, đó. Vậy là luân hồi sinh tử nó chỉ chạy cái vòng này thôi, 12 duyên khởi nữa thôi. Thì tức là đừng có lý luận, dạ, tức là thầy, để con hiểu cái ý thì muốn nói, để thầy nói nghe, tức dạ. Là thầy đã nói là đã cái con người đang ngồi đây, thì bây giờ phải liên hệ liên cái con người đang ngồi đây đi, chứ đừng có suy nghĩ. Thầy con suy nghĩ cho nên con mới là nói tại này cái kia. Bây giờ này, con người đang đứng đây này. Bây giờ nếu minh, tức là nếu sáng suốt, định tĩnh, thông lành, thì ngay đây là niết bàn, không có luân hồi sinh tử. Còn nếu bên này này, bây giờ đang con người đang đứng đây, mà nếu là tham sân si, ái tức là tham sân si á, nếu tham sân si khởi lên thì tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì có luân hồi sinh tử. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này là tập nhị nhân duyên này. Lấy lại cái ví dụ là có một người tự nhiên họ tới họ chết. Thì khi họ chết mình á, thì đấy cũng vẫn là lục nhập xúc thọ. Phải không? Nhưng nếu cái lục nhập thọ đó mà nó rõ ràng minh bạch, thì vẫn là niết bàn. Cho dù họ có chết đi nữa vẫn niết bàn. Giống như Đức Phật, nàng Chinh Cha là vu khống ngài, nhưng mà ngài vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Dùng trong cái bài kinh đó là dùng cái từ samti. Samti có nghĩa là ngài hoàn toàn tịch tịnh. Tịch tịnh có nghĩa là không có cái ái thụ hữu gì hết á. Nhưng mà ngài vẫn nghe cái nàng Chinh Cha là vu khống ngài, chứ không phải là không nghe. Nhưng mà tâm ngài vẫn là tịch tịnh thì ngài vẫn là niết bàn. Còn nếu bây giờ ngài nổi sân lên thì sinh tử, như vậy thôi chứ không gì đó. Thì tập nhị nhân duyên là vậy đó, tức là mình phải thấy ra cái tập nhị nhân duyên ngay nơi mình, trong từng giây phút,
chứ đừng có để bỏ lỡ một cái bài thập nhị nhân duyên. hiểu ra đó không? Tại con đọc trên mạng con thấy là có một bài nói là con người bao gồm là ngũ uẩn, là gồm sắc, thức, tưởng, thọ, rồi hành. Nó lại một số từ nó liên quan tới cái vòng 12 duyên khởi này nữa. Hai cái đó nó liên hệ với nhau như thế nào con, lại nó nói chung là nó rời rạc lắm, nó khó hiểu. Tại con đọc mà con không có liên hệ được với cái thực. Dạ. Kể tới cái thực á, để mà thấy cái thực đó nó đang diễn ra làm sao mới được. Cái đó là cái tu đó. Người ta tu là người ta dẹp cái này, cố gắng làm sao để dẹp cái này, ngồi thiền định, ngồi làm cái này cái kia, để dẹp cái này để được cái kia. Thầy đã nói không phải cái đó. Mà là phải thấy ra được cái hiện thực nó đang diễn ra như thế này. Ngũ uẩn á, là cách nói gọn. Còn thập nhị nhân duyên á, là cách nói rộng. Đó là một thứ chứ không phải hai thứ. Cái khẩu sắc á, sắc cái này, lục nhập xúc là sắc nữa, thọ nữa, tượng hình nữa. Và nếu như cái tượng hình này đó là một tấm bất thiện, cái đó là cái thức, đó là thức thiện. Cho nên là sắc, thọ, tưởng, hình thì thức là thức bất thiện. Còn nếu như bây giờ là ở đây cái sắc, tức là lục nhập với xúc, đây là sắc này, thì có thọ này. Tức là khi mà cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mà tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp á, thì nó sẽ có cái cảm giác này. Thọ là cảm giác này. Bây giờ ngay nơi cảm giác này mà tâm không có ái thụ hữu, tức là không có hành, không có tượng, không có hành, không có tượng, không có hành, thì thức lúc đó chính là minh. Thức lúc đó chính là tâm rộng lặng trong sáng. Thức lúc đó chính là sáng suốt định tĩnh trong lãnh. Còn nếu như mà khi lục nhập tiếp xúc với là sáu cái cảnh bên ngoài có cảm thọ, mà nếu lúc đó là ái thụ hữu, tức là ước và hình là tham, thì lúc đó là thức là tham, là sân thì thức lúc đó là thức là sân, tức là cái tâm á. Còn nếu lúc đó là sáng suốt định tĩnh trong lành thì lúc đó chính là minh. À, còn nếu nó là tham sân si thì đó là vô minh. Nó là vậy thôi. Mà vô minh á thì nó sẽ luân hồi sinh tử, mà còn minh á thì ngay đây là xong. Nếu mình hiểu một cách đơn giản như vậy á thì mình có thể thấy được niết bàn. Còn không á, cả đời mình cứ làm hoài sao chưa thấy niết bàn. Tại sao mà làm cả đời mà chưa thấy niết bàn là sao, biết không? Tại nó có lần được chút nào đâu mà, nó cứ ngày nào cũng tu mà. Cái nào cũng cố tu, tu hoài sao là... Cho nên nó có một cái người đã đến hỏi vị thiền sư đó. Sao con tu hoài mà sao mà không có đến niết bàn gì hết đó. Thì cái vị thiền sư nói là niết bàn là tịch tịnh mà ông nóng nảy vậy làm sao niết bàn được. Thì cái này là nó cách nó vận động từ vô minh sang thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Thì nó có liên quan gì tới cái vụ kinh dịch không thầy? Khi mà vận cách vận hành âm dương của kinh dịch đó thầy? Có. Kinh dịch đó là thế này. Muốn mà thông suốt được cái nguyên lý, cái đạo lý của dịch. Muốn thông suốt được cái nguyên lý đạo lý của dịch đó thì phải là vô vi vô tư giả. Vô vi vô tư tức là nhận thức và hành vi. Nó cũng đúng y như là kinh Phật mình vậy đó. Nhiều khi mình chấp nói rằng là Phật mới là giác ngộ giải thoát, chứ còn dịch lý mà làm gì mà giác ngộ giải thoát. Nói đó là họ không hiểu. Chúng ta nói rất rõ ràng, dịch vô vi giả, vô tư giả. Vô vi giả, vô tư giả là hai cái thầy nói vừa rồi chứ gì nữa. Tức là một cái là nhận thức, một cái hành vi nữa. Nhận thức là vô tư, hành vi là vô vi. Dịch vô vi giả, vô tư giả. Tịch nhiên bất động là niết bàn nữa còn gì nữa. Tịch nhiên là santi paramang sukhang là niết bàn như gì nữa. Tịch nhiên bất động, cáp như toài thông thiên hà chi cố. Thì tức là mình thông suốt được lý của vàng pháp. Đó gì nữa. Hoàn toàn cái nguyên lý tu tập là đúng với nhau hết, khớp với nhau hết.
không có cái nào sai cái nào hết. Mình nó thường hay trụ quan, mình nói là chỉ có đạo Phật mình mới là nói thôi, chứ còn đạo khác sao đúng được. Đừng có trụ quan kiểu đó. Mình phải là có một cái tầm nhìn rộng để thấy rằng là cái gì đúng là đúng, chứ không thể nào là nói cái Phật mới đúng. Phật là cái người giác ngộ ra pháp, mà ai giác ngộ ra pháp thì đều thành Phật. Kính bạch thầy, con xin có câu hỏi. Đây là cũng một cái vấn đề mà con cũng khó xử trong nội tâm của mình đó thầy. Chẳng hạn như cũng từng đọc về sách của Lục Tổ Huệ Năng đó thầy, thì con cũng được biết là như ngài cũng khuyên mình là tu hay pháp bất nhị. Dạ, con cũng biết bất nhị là không hai, là không có rơi vào cái những cái pháp đối, có nghĩa là yêu ghét, giận hờn, tốt xấu, được mất, thành bại, hơn thua, cao ngắn dài thấp, mà mình hãy trở về với tự tánh của mình. Thì con cũng đọc thì con cũng chiêm nghiệm ra như thiện ác thì tuy hai nhưng mà tánh thì vốn bất nhị, mà tánh bất nhị thì lại không có thiện ác, tốt xấu, hơn thua gì cả. Thì ở nơi đó mình mới tìm thấy được sự thanh tịnh chính nội tâm của mình. Nhưng mà trong cuộc sống hiện tại của con á, thì chẳng hạn như con gặp về xã hội thì rất là nhiều chuyện. Chẳng hạn như con tiếp xúc có những người xấu, những người thiện, và con cũng thường tự nhắc nhở với chính mình. Chẳng hạn như là nghe những lời của Đức Phật dạy, như Đức Phật đã nói rằng là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì ở trong con là luôn nghĩ rằng là tất cả mọi người ai cũng có Phật tánh. Từ chỗ đó, ở cái chỗ mà họ có làm những việc xấu đi chăng nữa thì con cũng vẫn sẵn sàng tha thứ. Nhưng mà chính những cái việc con làm như vậy thì một số người lại phản ánh về cái việc làm của con, phản đối. Chẳng hạn như là họ nói con làm như vậy là cũng lại dung tha và bao dung, giống như cho cái tội ác đó nó không có như vậy mà con phải xa lánh đi. Con không nên như vậy, không nên qua lại với những người đó, để cho là người ta biết rằng là người ta đã phạm lỗi như vậy. Nhưng mà ở con thì con lại luôn nhắc nhở chính mình. Chẳng hạn như con cũng biết về trong cái phẩm Bất Thối Bồ Tát, trong về Kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật khi mà hành đạo Bồ Tát để trở thành được quả vị Phật, thì Đức Phật cũng khi mà gặp bất cứ một chúng sanh nào thì Đức Phật cũng quỳ và lại và nói rằng là tôi không dám khinh khi anh chị, bởi vì tôi biết anh chị sau này sẽ thành Phật. Thì con không biết trong cái việc của con cư xử như vậy thì có đúng hay là sai. Chẳng hạn như bây giờ con lại không biết rằng là con xa lánh những người như vậy, thì con có rơi vô cái không có hành đúng như cái gì mà như là về cái pháp bất nhị á thầy, mà cái đó không phải là pháp tu á thầy. Dạ, con xin hỏi. Rồi, một câu hỏi rất là thực tiễn. Thì những cái tình huống thực tiễn như vậy đó, để em là mình nhận thức như thế nào, hành vi như thế nào cho nó đúng. Thật ra chính cái đó là tu đó. Mình nhận thức đúng, hành vi đúng trong trường hợp đó. Tức là mình phải thấy ra được mọi tình huống. Nhưng mà cái nguyên lý, mình thấy ra nguyên lý. Thực ra tất cả mọi tình huống, nếu giải quyết được một tình huống, là giải quyết được tất cả mọi tình huống luôn. Còn là nếu như mình cứ là cố gắng để mà tu tập, mình cố gắng để mà theo cái quan niệm của mình đó, cố gắng tu tập để mà đạt được cái này, để đạt được cái kia, thì nó sai. Thì bây giờ vấn đề là thế này này. Con đọc Kinh Pháp Hoa hay là con đọc Pháp Bảo Đàn Kinh hay là con đọc cái gì thì không cần biết. Nhưng mà con đừng có lệ thuộc vào đó. Tức là từ đó đó, giúp cho con thấy ra được nguyên lý gì. Cái đó mới quan trọng. Cái thái độ tu tập của mình như thế nào đó, cái đó mới quan trọng. Chứ còn á, cái kinh đó nói cái gì, ai nói cái gì thì mình không, đừng có vội tin. Chừng đó có hay không đâu biết. Không? Ví dụ bây giờ mình tin là tất cả mọi người đều có Phật tánh. Điều đó có thể đúng đối với một người nào đó, họ thấy ra điều đó. Còn đối với mình, nếu mình không thấy ra điều đó mà mình đem áp dụng vô đó, là lúc đó thành hai. Lúc đó là thành không phải là gì mà lúc đó thành hai rồi. Không? Tức là cái sự kiện nó là như thế này, mà mình là đem cái đó mình chồng vô thêm đó nữa thì thành hai rồi. Phải không? Cho nên cái đó là nhị, chẳng phải là bất nhị. Do đó bây giờ quan niệm với ai nói mà kệ, mình nghe thì mình cứ nghe. Chừng nào mình thấy đó đúng thì đúng, mà còn chưa thấy đúng, mình chưa thấy thì thôi.
không quan trọng. Nhưng mà bất nhị là gì? Bất nhị là như thế này. Khi con đang đối diện với một sự kiện, hay là nói đúng hơn là khi con đang sống trong sự kiện đó. Bởi vì nói chữ đối diện thì đôi lúc nó cũng vẫn còn nằm ngoài. Còn bây giờ, khi con đang sống trong sự kiện đó, khi con đang sống trong cái tình huống đó, nếu con khởi lên quan niệm này hay là quan niệm kia, thí dụ như con nói như thế này, mình phải xử lý như thế này cho nó đúng mới là tốt, cái kia gì đó, tức là con nghĩ như vậy đó, tức là thành nhị rồi. Bởi vì lúc đó nó là con đang xử lý theo một quan niệm. Mà rất dễ biết là vì thế này, khi con nói rằng là cái này xấu cho nên là tôi sẽ bỏ đi, thế nhưng mà có người họ lại nói là cái này tốt, không được bỏ đi, như vậy thành hai rồi, phải không? Cho nên ấy, hệ khi mà mình đã ở trong tục đế, nếu mà con cứ giải quyết vấn đề trong tục đế thì con chỉ giải quyết vấn đề đó một cách tương đối thôi. Cũng là cái câu hỏi mà của bà cụ hồi nãy hỏi đó, tức là nếu vấn đề con giải quyết ở trên mức độ tục đế thì con cứ là theo cơ bản tục đế mà con giải quyết thôi, tại vì cái đó cái xã hội này người ta cho là như vậy, cho nên con phải làm như vậy. Con không tranh cãi với người ta là tại sao mà lại là phải đi bên phải mà không đi bên trái, tôi đi bên trái đâu có sao đâu, nhưng mà tại người ta quy định đi bên phải thì mình cứ đi bên phải, nó là vậy thôi. Cho nên á là ở trên tục đế thì mình chỉ có làm cái nào mà nó tốt nhất có thể làm được, nhưng đó là tương đối, nó không phải là tuyệt đối. Nhưng mà cái bất nhị mà của các cái vị giác ngộ nói thì cũng giống như hồi nãy thầy nói, chữ giác ngộ là nhận thức trực tiếp á, tức là trực nhận á, thì nó lại khác. Cái trực nhận đó nó mới bất nhị. Cái trực nhận đó là chỉ có pháp là nó như vậy thôi, tức là nó như nó là chứ không phải như mình nghĩ là, hay là nó phải là, nó sẽ là, mà là nó như nó là. Không phải là sẽ là, phải là, hay là nghĩ là gì cả. Tất cả những cái mà sẽ là, phải là, nghĩ là thì nó thành nhị rồi. Mà khi mình nói phải là, sẽ là, hay là mình nghĩ là, thì mình đang là ở trên phương diện tục đế, chứ không phải là trên phương diện chân đế. À, trên phương diện tục đế thì luôn luôn là nhị, chứ không thể nào là nhất được. Trên tục đế đó, không thể nào nhất được. Con làm đúng cách mấy cũng có người nói sai. Cho nên con thấy cái đúng nhất mà ít hại mình hại người nhất, hay là lời mình lời người nhất, thì con làm thôi. Chứ cái đó nó không có tuyệt đối. Cái người giác ngộ đó sẽ nhận thức ra một điều này. Hôm nay mình làm điều này thì chỉ có duy nhất hôm nay mình làm cái điều thôi. Còn ngày mai là mình làm chuyện khác. Tức là ngày mai mình cũng gặp một trường hợp y chang như vậy, mà mình sẽ làm ngược lại, chứ không phải làm như trường hợp hôm nay. Bởi vì nó tùy trường hợp, tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh, tình huống gì đó mà con xử lý. Và xử lý như vậy đó, đúng hay sai? Có thể đúng, có thể sai. Nhưng mà qua cái đúng cái sai đó, đó con nhận thức để điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình. Thì như vậy đó, nó chỉ là bài học thôi. Nó chỉ là bài học thôi, chứ chưa có xác định đó là tuyệt đối. Thì bây giờ, ví dụ như bây giờ con xử lý sai, thì con cũng không quyết định là tôi xử lý là đúng, còn mấy người kia sai. Con không quyết định như vậy. Hôm nay con xử lý như vậy, nhưng mà ngày mai con có thể xử lý khác. Ngày mai có thể cái nhận thức của con nó xác thực hơn, và nó có thể thay đổi cái thái độ, cái hành động của con lại. À. Vì vậy cho nên, nó là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, chứ không có một cái nào nhất định. À. Nhưng mà ở trên cái chân lý tuyệt đối đó thì nó là phải bất nhị. Mà bất nhị đó chỉ nó là nó, chứ không có cái gì khác. Khi làm một cái vật gì đó mà con đã đặt cho nó một tên hay là cho nó một khái niệm thì nó đã thành nhị rồi. Vì á, cái khái niệm và cái bản thân cái đó là hai cái khác nhau rồi. Phải không? Cho nên hồi thầy mới nói là vượt ngoài khái niệm thì cái đó mới trực nhận được, vượt ngoài hành vi tạo tác mới là trực nhận được, mới là không trở thành. Thì bất nhị ở đây đó là không có khái niệm và không có trở thành, mà nó như nó đang là thôi. Hai cái điều này không nhầm lẫn với nhau, tức là mình vẫn đi,
mình vẫn đi trong cuộc đời này với cái tương đối của cái khái niệm chế định. Và mình phải biết rằng là khái niệm chế định đó là tương đối. Cho nên mình chỉ làm lúc này lúc khác chứ không cố chấp. Cố chấp bám víu là trật liền. Mình đừng nói tôi quan niệm là phải thương người là sai đó. Thương người có khi hại người ta còn có. À, cho nên thương người chưa chắc là đúng. Không có nói là tôi sẽ thương người hay là tôi sẽ ghét người gì hết trơn á. Mà cứ để tâm rộng lặng trong sáng là tùy nơi mà ứng. Chứ không có là không có quyết định là cái gì cả. Cho nên nếu mà con kết luận thì lập tức sai liền. Vì kết luận, tất cả kết luận đều nằm trong phạm trù của khái niệm, quan niệm. Chứ không phải là thực tánh pháp, không phải là chân đế. Thì cái việc tu hành của mình á, là phải nhận rõ được chân đế với tục đế. Nhận rõ được trong tương đối là thế nào và sống trong tuyệt đối là thế nào. Thí dụ như ngay cả Đức Phật á, Ngài đã giác ngộ rồi. Ngài là hoàn toàn là Niết Bàn trong cái tuyệt đối. Nhưng mà Ngài sống Ngài vẫn tương đối. Người này pháp này, người kia nhà pháp kia. Có khi hai pháp á, là chống nhau không có. Thí dụ như Đức Phật á, là Ngài dạy về sự bất tịnh cho những người nào mà cứ cho cuộc đời này cho cái gì cũng thích cái gì đẹp. Thì Đức Phật Ngài dạy bất tịnh để cho họ thấy ra cái mặt thứ hai của các pháp. Nhưng mà cái ông kia đó, thì Đức Phật Ngài lại dẫn ông ấy đi tới một cái hồ nước rất là đẹp. Rồi chỉ cho ông một cái hoa sen để cho ông ngồi, ông xem đây cái hoa sen như này. Ông ngồi ông say sưa ngắm cái hoa sen đó vì ông thích cái đẹp. Thì cái hoa sen nó gió thổi qua một cái nó rạ tan ra. Thì ngay lúc đó ông giác ngộ. Tức là Đức Phật Ngài là biết rõ là cái giác ngộ đó cũng không hẳn là phải nói bất tình mới là giác ngộ. Mà có khi tình cũng giác ngộ. Nên cái đó là cái mà Đức Phật Ngài sử dụng để mà ứng biến với tất cả mọi cái tình huống. À, nhưng mà vẫn không lìa khỏi chân đế. Vì vậy mà có câu là không trụ chân đế mà không lìa tục đế. Đó là người giác ngộ. Kính Thầy, kính bạch tất cả quý vị đồng tu. Thưa Thầy, con có một cái thắc mắc như thế này. Là trong cuộc sống chúng ta, đây là một cái sự mà nó đã diễn ra trong cuộc sống của mình. Là ví dụ như mình đi đường, thì trên cái đường đi nó có một cái tín hiệu về giao thông, đèn xanh đèn đỏ, mình chạy xe. Thì khi mà mình đã thấy cái dấu hiệu đèn đỏ thì tự bản thân mình sống ở trong cái khuôn phép á, thì mình sẽ tự động dừng lại. Nhưng mà trong cái dòng chảy của xe nó đang vận chuyển như thì tất cả những người đi trước họ vẫn vượt đèn đỏ. Mình đi sau, mình dừng lại thì những người ở phía sau mình họ lại chạy lên và họ đụng mình và họ còn phàn nàn rằng tại sao người ta đã chạy mà anh không chạy? Thì trong cái tình huống như thế này, ví dụ như bản thân con á, thì người ta chửi thì mình chỉ cũng vui vẻ thôi. Tại mình thấy rằng mình đang hành xử đúng theo những cái khuôn phép mà coi như là mình thấy làm như vậy là đúng. Thế thì bản thân mình thấy nó an. Nhưng mà rõ ràng cái thực tại lúc đấy bấy giờ á, nghe người ta chửi mình thì rõ ràng là nó không an nổi rồi. Nhưng mà cũng phải cười thôi. Vậy thì những cái ứng xử này, xin Thầy cho con ý, xin hết. Thật ra cái này nó quá dễ phải không? Theo Thầy thì cứ chạy đài theo người ta cho rồi đi. Tức là ý Thầy muốn nói thế này là tùy duyên thôi. Cái mà mình cho là đúng hay là cái mà là quy định có thể trở thành cái sai. Ví dụ như thế này. Ví dụ như bây giờ có một cái thằng điên khùng khùng nó cầm một quả lựu đạn nó đi vô đây. Lúc đó. Thì bây giờ ăn cắp á, nghĩa là thế này. Không lấy của không cho là phạm tội ăn cắp. Mình không cần ăn cắp nữa mà ăn cướp luôn. Tại vì lúc đó nó cầm quả lựu đạn á, thì lúc đó mình cướp cái quả lựu đạn một cái nghĩa là vừa tốt cho nó mà vừa tốt cho mọi người. Hành động đó không phải là ăn cắp mà là ăn cướp. Thế gì nữa? Phạm giới mà nếu mình nó lời mình lời người thì tốt thôi. Bởi vì cho nên Thầy mới nói này,
giới luật là gì? Quý vị nghe lại cho kỹ chứ này nghe. Giới luật này, giới luật tức là quy định đó, nói chung là tất cả mọi quy định, luật lệ đối diện được mà giới luật Phật cũng được, tức là nói chung là tất cả mọi quy định. Bây giờ quy định đó, giới luật để làm gì? Thứ nhất là để ngăn ngừa điều xấu, phải không? Nhưng mà cái ngăn ngừa này á, nó đi cao hơn một chút xíu, tức là ngăn ngừa và trong một số trường là ngăn cấm. Ngăn cấm là ví dụ như giờ ngăn cấm đổ những chất độc ở nơi khu dân cư, ví dụ như vậy, đó là ngăn cấm. Ngăn cấm bởi vì cái chuyện đó mà đổ chất độc nơi khu dân cư là nó hại cho người ta, thì đó là ngăn ngừa hay là ngăn cấm. Nhưng mà nếu một người mà nó chỉ là tuân theo những ngăn ngừa ngăn cấm thôi á, thì không bao giờ phát triển được, phải không? Nào không được làm cái đó thì không làm, làm cái kia thì làm, rồi cứ ai nói sao làm đấy, thì cái đó là không bao giờ mà có thể tiến hóa được. Cho nên giới luật á, nó phải đưa đến một cái là điều học. Cái mà trong giới luật là Sikkhapadang đó, Sikkhapadang là điều học. Tức là bây giờ này, qua cái hành vi đó để mình học ra được cái nhận thức và hành vi của mình đúng hay sai. Khi mình qua cái điều học này để mình nhận ra được cái điều đúng hay sai á, từ cái điều học, tức là mình để ý đưa đến thận trọng, từ thận đưa đến tinh tế, từ tinh tế đưa đến trong lành. Cái chữ giới luật đầu tiên với chữ trong lành cuối cùng là ý nghĩa đích thực của giới luật. Còn dựa chặng đường mà của cái sự tiến hóa của từ giới luật của một cái người chỉ biết là ngăn cấm thôi, là cứ làm theo thôi, rồi một người qua đó học ra được là trong cái việc làm nó cái nào đúng cái nào sai, tức là trường hợp nào là nên ăn cắp, trường hợp nào không nên ăn cắp, trong trường hợp nào là sát sanh, trong trường hợp nào không sát sanh. Nhưng mà lúc đầu á, anh chưa biết á, thì tuyệt đối không sát sanh, tuyệt đối không trộm cắp, là bởi vì anh không biết mà anh trộm cắp tầm bậy sao được, phải không? Anh chưa hiểu hết trơn á, nhưng ví dụ như mấy đứa con lấy con của mình mà nó còn nhỏ quá thì mình phải nói là cấm con không được thế này, cấm con không được thế kia chứ. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi á, nó biết được cái nào đúng cái nào sai đó, thì không còn cấm theo kiểu đó được nữa, mà lúc đó là cái điều để cho nó học. Qua cái điều đó nó nhận thức ra được cái gì đúng cái gì sai. Khi nó học cái điều đó đó thì nó trở nên thận trọng hơn đối với hành vi của nó. Khi nó thận trọng hơn với hành vi của nó thì hành động của nó sẽ trở nên tinh tế, trong lành. Cái điều này là nó hơi mới nghe, mới Phật tử mới tu mà nghe nói vậy là cũng hơi ngán. Nhưng mà thầy đâu có nói là bỏ liền đâu. Thầy nói lúc đầu nếu cần thì cứ giữ theo kiểu ngăn cấm đi. Nhưng mà là phải học. Học ra rồi là khi đó mới là thận trọng, thận trọng rồi khi đó mới tinh tế mới trong lành. Tức là nó vẫn đi đến cái mục đích cuối cùng của cái giới luật. Thành ra đó, nếu giới luật là một cái chuyện mà du di uyển chuyển á, thì nó rất hay. Ví dụ như thầy ngồi trên xe đó, thì anh tài xế của thầy, anh mới mở bảng hữu đường xa. Có một cái anh phát biểu, anh nói tôi đi ra Đà Lạt, tôi đi sai đường. Công an kêu vô, chị là anh đi sai đường, anh lần sau anh đi đường này nghe, chứ đừng đi bên này. Rồi tôi đi thêm một đoạn nữa, tôi lại quên bật đèn đi, tức là đến giờ bật đèn lên rồi tôi quên bật đèn. Ông lại chạy theo, ông nói là bật đèn lên. Thì nếu như vậy thì nó quá hay. Nếu như vậy là quá hay, thì ông này cũng rất cảm động. Ông nói rằng, ồ mấy ông công an này mới là thật sự là cảnh sát thật sự đem lại an ninh trật tự cho. Còn bên kia là anh là thổi xuống là phạt. Nếu mà thổi xuống mà phạt thôi á, thì nó chỉ ngừng ngang đây chỗ ngăn cấm này thôi, chưa giúp người ta học ra được cái điều gì đúng điều gì sai, để nâng cao cái trình độ của người lên đến cái mức độ là phải thận trọng trong đi đứng, trong giao thông, tinh tế trong giao thông, để không có còn đưa đến cái chuyện là tạo ra tai nạn giao thông nữa. Thì nó mới đúng nhé. Còn nếu mình chỉ dừng lại ở ngang cái chỗ là hệ sai là mình phạt thôi á, thì không được. Tất nhiên là có những trường hợp sai phải phạt là bởi vì là sai, cố ý sai, hoặc là phạt để cảnh cáo hay cái gì đó thì vẫn đúng chứ không phải sai. Không phải nói phạt là sai. Nhưng mà
mình phải là du di uyển chuyển nhé. Tóm lại cái mục đích của giới luật á, là đưa đến trong lành, đưa đến mình lời người, thì lúc đó đó không phải là quy định nữa. Ví dụ như bây giờ thế này đi, đang đèn đỏ, nhưng mà bên kia một bà cụ, bà lại mù cho nên bà chống ghề, bà đi rồi một chiếc xe bên kia đang chạy tới, thì mình vượt đèn đỏ, động mà đưa bà cụ nó vô đinh lề một cái để cho bà cụ khỏi chết, tại sao lại không vượt đèn đỏ? Còn phạt chút nữa mình cứ phạt. Còn nếu mà anh công an anh thấy rồi anh còn thượng thêm nữa, anh nói giỏi, vượt đèn đỏ là giỏi. À, cho nên đó là tất cả mọi cái đều uyển chuyển, cho đừng có cứng nhắc bất kỳ một điều gì. Thưa thầy, con xin hỏi một cái vấn đề. Cái người thiền là dự biết là để điều chỉnh cái nhận thức và cái hành vi, nhưng mà trong cái việc ăn và ngủ như vậy nó có ảnh hưởng trong vấn đề mà thiền hay không? Nhưng mà con thấy về khoa học á, thì nó nói là phải ăn đầy đủ thì mới có đủ sức khỏe, mà có đầy đủ sức khỏe thì mới đủ trí tuệ để mà suy xét vấn đề. Nhưng mà con thấy ngược lại thì trong vấn đề người thiền á, thì lại ăn có một bữa, ăn uống không có vô thời. Đã, thì ngủ cũng có hạn chế thời gian. Như vậy thầy cho con xin cái ý kiến đó như thế nào? Thực ra thì cái đó là không có quy định. Cái đó không có quy định phải ngủ bao nhiêu thời gian. Mà là cái trường hợp những cái người mà quá ham mê ngủ, thì cái trường hợp đó đó thì là nên vượt qua cái mà ham ngủ của mình. Tức là cái vượt qua đây không phải là ham vượt qua cái ngủ hay không ngủ, mà vượt qua cái thái độ mà tham ngủ. Cho nên là những cái đó nó có tính chất đối trị thôi, cho nó chưa phải là cái mà chân lý tuyệt đối gì hết, mà nó chỉ là cái biện pháp. Giống như là cái biện pháp khi mình bệnh thì mình phải là nghỉ ngơi, phải uống thuốc hay là phải như thế nào đó, thì cái điều kiện chữa bệnh nó sẽ dễ hơn. Vì vậy cho nên á, có một vài cái điều mà khi mình tu hành á, thì nên làm như vậy để cho nó tốt hơn. Thì những cái điều này á, là do những cái người mà họ đã trải nghiệm qua những cái này, họ thấy là nếu mình ăn no vô, mà mình ngồi thiền chẳng hạn, mà đừng nói ngồi thiền, tức là mình ăn no rồi mình làm bất kỳ chuyện gì, thì cũng đều sẽ không tập trung được. Do đó, khi mình làm một cái việc gì đó, thì mình nên ăn ít lại. Còn khi mà mình tập trung vào để mà làm một cái chuyện gì đó, trong cái lúc đó là ở cái điều kiện đói tốt hơn. Cho nên là bớt ăn lại. Nhưng không có nghĩa là không được ăn đầy đủ chất bổ. Tức là nếu mình có điều kiện ăn đầy đủ chất bổ thì cứ ăn, chứ không ai bắt mình là không ăn đầy đủ chất bổ. Nhưng mà nên lúc nào ăn, lúc nào không nên ăn. Ta nói là sáng thì ăn như vua, trưa đó thì ăn như là một người nhà giàu, còn bữa tối đó thì phải ăn như một người ăn xin. Tức là khoa học ngày nay người ta phát hiện ra như vậy. Bữa đêm mình nằm ngủ, bây giờ bữa sáng là nó đã thiếu, thì mình ăn vào là nó sẽ hấp thu nhanh hơn. Và khi mình ăn thì là mình động, cho nên nó mới là sử dụng cái năng lượng đó. Tức là mình có ăn để mà có năng lượng để mà hoạt động. Còn bữa chiều tối mình không còn hoạt động, đừng nói là ngồi thiền, chỉ mình ngủ thôi, chứ đừng nói ngồi thiền. Thì á, mình ăn nhiều vào, thì trong lúc đó cái bao tử mình nó làm việc, mình lại không có hoạt động gì cả. Cho nên á, nó làm việc rồi, thì trong khi nó làm việc đó, nó có thể làm cho mình là mệt mỏi, có thể làm cho mình không đủ sáng suốt. Và nó tích lũy cái năng lượng, nhưng mà lại nằm ngủ cho nên không có được sử dụng năng lượng đó. Thì cái năng lượng đó nó sẽ trở thành bệnh. Năng lượng mà mình nạp vào mà lại không được sử dụng ra thì nó sẽ thành bệnh. Mà rõ ràng là không ăn đâu có sao đó, vẫn không thiếu gì hết. Nếu bây giờ mình ăn được thì mình nên biết ăn điều độ. Nhưng mà giả sử như bây giờ mình nói là cái người có hành thiền theo kiểu mà hành thiền là ngồi thiền ngồi đó đó. Giả sử như ngồi thiền thì ban đêm là cái thời gian mà thuận tiện nhất. Cái thời gian đó nếu mà bữa tối mà mình ăn no thì mình sẽ là mệt hơn, mình sẽ dễ buồn ngủ hơn, cái cơ thể của mình nó sẽ là uể oải dại đại hơn. Có một điều mà có ai ngạc nhiên không? Một trong những điều kiện để giác ngộ thành bậc thánh là ăn đúng, ăn món ăn đúng á. Cho nên mấy câu chuyện là có một số vị tỳ kheo đi đến tu tập ở nơi một cái trú xứ đó. Trú xứ đó có một cái bà thí chủ đắc quả thánh, cho nên cái bà thí chủ này là biết rõ cái vị tăng nào là thiếu cái chất gì,
cần cái món gì thì vì đó là cung cấp đầy đủ hết trơn, cho nên sau 3 tháng hà là tất cả những vị đó đều đắc quả A La Hán. Chẳng phải đơn giản đâu, không khí nữa, tất cả, cho nên mới nói là duyên, nó cả là một cái đầy đủ mọi duyên. Do đó trong cái việc ăn uống cũng có liên hệ. Và ngủ, nhiều người sau này hiểu lầm, cho nếu bắt người ta phải ngủ 2 tiếng đồng hồ thôi, bắt người ta ngủ chừng đó chừng kia thôi là sai. Tức là ngủ vẫn phải ngủ vừa sức của mình, nhưng mà đừng có ham ngủ là được. Đừng có quá ham ngủ, bởi vì ham ngủ làm cho mình mê muội đi. Chứ còn ngủ thì vẫn cứ phải ngủ cho tốt. Chứ đừng có quá cố gắng mà tranh thủ mà hành thiền mà đến cái độ mà bỏ ngủ bỏ rồi đi là không đúng. Thưa thầy, con có một yêu cầu là nhân dịp mà có cô em ở sau đó đề cập tới kinh Pháp Hoa. Thì con nhớ là trước đây có một thời gian thầy, con nghe người nói là thầy có giảng kinh Pháp Hoa rất hay. Vậy có thể thay nào để thay đổi không khí thầy giảng dùm cho tụi con nghe kinh Pháp Hoa, và con chỉ có yêu cầu. Có lẽ là như thế này, tức là bây giờ thầy chỉ đi vào cái chính, vào cái chính trong việc tu tập. Bây giờ thầy không có giảng đặc biệt là kinh này hay kinh kia, bởi vì tất cả những kinh đó thầy đều đọc hết rồi. Bây giờ thầy đã là thấy ra được cái tinh hoa của tất cả những cái đó, mà bây giờ nó đã trở thành là cái trong đời sống của thầy, nó đã thực hiện trong đời sống của thầy rồi. Bây giờ thầy nói cái mà thầy thực hiện nó ra đó thì nó đã bao hàm tất cả kinh đó trong đó rồi, cho nên á bây giờ không cần phải đem cái kinh đó ra giảng. Mà khi nào nó đụng tới cái chỗ nào cần lôi cái gì ra thì thầy sẽ lôi cái đó ra để mà chứng minh hay là cái gì đó thôi. Chứ còn á, chân lý là ở khắp mọi nơi, cái gì đúng là được, không nhất thiết là phải kinh này mới là đúng, kinh kia mới là đúng, mà là bất kỳ một cái điều gì mà nó hễ mà nó đúng với sự thật là nó đúng à. Cho dù cái lời đó là lời của Chúa nói, hay là lời đó của một cái ông tướng nói, hay là bất kỳ ai, mà hễ mà nó đúng. Cho nên nó là mình dựa trên cái thực, nguyên tắc của mình là mình dựa trên cái thực để mình giác ngộ. Chứ còn bây giờ thầy không có giảng kinh nữa, bởi vì giảng kinh á nó sẽ rắc rối lắm. Giảng kinh là mình phải theo dõi từng chữ, rút ra cái cốt lõi của nó rồi. Bây giờ mình cống hiến cái cốt lõi đó rồi, mà bây giờ mình phải là theo từng chữ đó mà mình nói nữa thì nó mệt lắm, mất thời gian. Nhiều khi cả một cái bài kinh mà người ta viết cả hàng chục cuốn dài đó, thật ra chỉ nói một ý nghĩa duy nhất thôi. Mà bây giờ cái mà cái cốt lõi duy nhất đó mình đã nói ra rồi thì cái kinh đó cũng không cần thiết. Hết giờ. À bây giờ thầy thông báo thế này, là thầy có một cái buổi họp, do đó thầy hoãn cái đi Hà Nội lại mấy ngày, thì nó lại trở thành ra là hai chủ nhật, thay vì là mình chỉ tranh thủ một chủ nhật thôi, nó trở thành là hai chủ nhật. Rồi sau đó đó thì tiếp tục sau đó đó nó lại là chuẩn bị lễ Phật Đản, cho nên đó, ít nhất là mình cũng phải nghỉ một tháng bốn chủ nhật. Nhưng mà bốn chủ nhật á mà nó gặp một chủ nhật lại là ngay sau ngày Phật Đản. Mà cái ngày Phật Đản phần nhiều Phật tử nguyên thủy thì là thọ Đầu Đà, cho nên ngày hôm sau là đã mệt hết rồi. Do đó mà cái ngày 16 tháng 4 là bây giờ là từ bữa nay nghỉ cho đến sau ngày 16 tháng 4 là mình học lại, coi thử là cái ngày nào. Như vậy là nghỉ cái 5 tuần. Rồi bây giờ mình hồi hướng. Y đằng nô nhang tì nàng hôn tô sô kỳ ta hôn tù nha ta yô. Y đằng nô nhang tì nàng hôn tô sô kỳ ta hôn tù nha ta yô. Y đằng nô nhang tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta yêu. Năm tuần sau gặp lại.